Các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Ở đây có gì đây các bạn? Lửa các bạn, rồi gài đạn vô. Bắn nào, wow. Tiếp tục nào, gài đạn vô nào. Bỏ vô, wow. Tiếp tục nào các bạn ơi, bỏ vô. Rồi, wow. Các bạn ơi, ở đây có con quái vật khi đi toilet các bạn ơi. Gì đây các bạn ơi, có gì đây các bạn? Wow, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Qua một con bit comment các bạn ơi, phá hủy nó luôn các bạn. Ở đây có hộp gì đây các bạn? Ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một con cameraman nè, phá hủy luôn các bạn. Ở đây có gì đây các bạn? Ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là con Tita bit comment nè các bạn. Đó, nó cầm theo cây súng nhìn ngầu chưa các bạn? Rồi đến ở đây nha các bạn. Ở đây có hộp gì các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì đây các bạn? Có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một con cameraman nè, phá hủy luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra cho bạn cùng xem nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè. Đây có cái độ điều khiển nè các bạn. Wow, để bây giờ mình thử khởi động lên coi các bạn. Nè, khởi động nè các bạn ơi. Rồi. Ô, các bạn ơi, trời, chiếc xe này đụng chiếc xe container mình các bạn ơi. Kìa. Nè, đang ủi vô các bạn luôn. Wow, nó ủi luôn các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow, một khẩu đại bác các bạn ơi. Còn đây là những quả tên lửa nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắn tên lửa các bạn. Rồi gài đạn vô. Bắn nào. Wow, bắn xa chưa các bạn ơi? Tiếp tục nào, gài đạn vô nào. Bỏ vô. Wow, rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Bỏ vô. Rồi. Wow, các bạn ơi, khẩu đại bác này bắn xa ha các bạn ha, trời rất là hay luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô nè. Ô, còn đây là chiếc xe ủi cát nè các bạn. Wow, xe ủi cát ở trên xe ô tô màu vàng các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có con quái vật khi đi toilet các bạn ơi, mình đã phá hủy nó rồi. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe đua màu vàng nè các bạn ơi. Wow, rất đẹp luôn nha. Nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì đây? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Nè, xe cảnh sát nhìn đẹp chưa bạn? Có biển số xe là 899 nha. Wow, bây giờ mình sẽ đẩy chiếc xe này lên các bạn. Rồi cho chiếc xe này chạy với bạn. Một chiếc nè, hai chiếc nè. Wow, xe cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Rồi, ở đây có gì đây các bạn? Ba một con bit comment các bạn ơi, phá hủy nó luôn các bạn. Rồi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe à các bạn ơi. Đây là xe bắt tội phạm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra các bạn. Rồi bỏ con bit comment vô các bạn ơi. Đó, nhốt qua lại nha các bạn. Wow, các bạn ơi, chiếc xe bắt tội phạm này nhìn đẹp ha các bạn. Rồi, để qua đây các bạn. Ở đây có cái gì đây các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Ó, xe container màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn. Wow, ở dưới này chở theo xe đua máy bay trực thăng các bạn. Rồi một chiếc xe cứu thương màu đỏ nè, thêm một chiếc xe cứu thương màu vàng nữa. Wow, rất đẹp luôn các bạn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe Ben các bạn. Wow, xe Ben A60H nè các bạn ơi. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha. Chỗ này chỗ cho tài xế ngồi lái xe các bạn. Đó, cái thùng Ben rất là to luôn. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là một con cameraman nè, phá hủy luôn các bạn. Ở đây có gì đây các bạn? À, đây là cẩu bút cát bạn ơi. À, các bạn ơi, đây là xe cẩu bút cát bạn. Đây, ok, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa trong một chiếc xe cẩu bút cát rồi nè. Wow, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe container nè. Wow, xe container chở theo một xe ô tô, hai xe ô tô nè, và chở theo một chiếc xe cảnh sát nữa bạn ơi, thêm một chiếc máy bay trực thăng nữa nè các bạn. Wow, xe container đẹp ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe các bạn. À, đây là xe ben các bạn ơi. Đó, mình lắp thùng ben các bạn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ bỏ xe vô bạn ơi. Đó, bỏ xe vô nha các bạn. Rồi các bạn ơi, đây có gì đây các bạn? À, đây cẩu bút cát. Wow, các bạn ơi, ở đây có con gì nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là con Tita bit comment nè các bạn. Đó, nó cầm theo cây súng nhìn ngầu chưa các bạn? Rồi đến ở đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cần cẩu các bạn ơi. Bây giờ lắp ráp vô các bạn. Đây, ok, xong rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy hay chưa? Wow, các bạn ơi, ở đây có hộp gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container nè, chở thêm một chiếc xe lửa, rồi chở thêm một chiếc xe lửa nè các bạn. Wow, nhìn đẹp chưa nè các bạn? Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xe ủi cát nè các bạn ơi. Rồi còn đây là xe gì các bạn? Một chiếc xe ô tô chở theo xe ủi cát nha các bạn. Chiếc xe ủi cát đẹp quá các bạn ơi. Rồi đi qua đây các bạn. Ở đây có cái gì nè các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe gì đấy bạn? Ô, các bạn ơi, một con khủng long nè các bạn. Rồi cái này cái gì các bạn? Ô, các bạn ơi, đây là một cái móc kéo nha, lắp ráp vô các bạn. Rồi cái này là gì đây các bạn? Ô, một chuồng thỏ nè các bạn ơi. Rồi đây là một chuồng béo các bạn. Wow, xe khủng long chở theo thú nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì nè các bạn ơi? Wow, nguyên con bitco luôn các bạn ơi, phá hủy luôn các bạn. Rồi ở đây có gì đấy các bạn? Ô, các bạn ơi, một chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. Rồi còn đây một chiếc xe ô tô nè. Đó, xe cẩu mút cát màu xanh lá cây nha. Rồi đó, nhìn ngầu chưa nè các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Đây cẩu mút cát. Ô, các bạn ơi, ở trên này có gì nè các bạn ơi? Ô, các bạn ơi, đây là có cameraman nè các bạn ơi, phá hủy nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa lại các bạn. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì các bạn?
Ồ, các bạn ơi, đây là gì đây các bạn? Qua đây chiếc xe cảnh sát là các bạn ơi. Ồ, xe cảnh sát này chở theo. Ồ, một chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Nè, ồ, xe cẩu múc cát đẹp chưa các bạn ơi? Rồi, mình sẽ để lên các bạn. Wow, đẹp quá các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? À các bạn ơi, đây là đồ trộn bê tông. Rồi bây giờ sẽ lấy cái đồ trộn bê tông mình sẽ lắp ráp vô nha các bạn. Đây. Rồi ok xong các bạn ơi. Đó, mình đã sửa chữa xong chiếc xe trộn bê tông nè. Ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn thấy chưa? Siêu ngầu luôn. Rồi bây giờ sửa chữa chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp bánh xe vô các bạn. Đây, một bánh xe các bạn ơi. Tiếp theo thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe cứu hỏa nhìn bự chưa nè các bạn ơi. Nè có vòi xịt cứu hỏa đó các bạn. Ở đây có cái thang các bạn ơi. Nè đây có thang leo lên các bạn. Wow, nè. Wow các bạn ơi, ở đây có hộp gì các bạn? Wow các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đấy các bạn? Wow các bạn ơi, một chiếc xe ô tô nè, chở theo chiếc xe Jeep nè các bạn ơi. Rồi còn đây là xe gì đây các bạn? Các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô chở theo chiếc máy bay trực thăng các bạn. Nè, ở dưới này có gì nữa các bạn ơi? Nè, một chiếc ô tô chở theo chiếc xe mô tô. Còn dưới này một chiếc xe ô tô cảnh sát các bạn ơi. Nè, ở đây có chiếc xe đầu công đẹp chưa nè các bạn ơi. Nè. Rồi các bạn ơi, đi qua đây các bạn. Rồi sửa chữa lại bãi xe bô ly luôn các bạn ơi. Một bánh xe nè các bạn. Rồi tiếp theo thêm bánh xe nữa các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Mình đã sửa chữa xong bãi bô ly các bạn ơi. Nhìn rất đẹp luôn nha. Rồi đi qua đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp chiếc xe này nha các bạn. Đây, gắn chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Rồi tiếp tục thêm một bánh xe nữa các bạn. Đây, ok xong rồi. Wow các bạn ơi, chiếc xe trộn bê tông này bị lủng một lỗ nhìn bự chưa nè các bạn ơi. Chúng ta thể nhét chiếc xe này vô các bạn. Wow, mình nhét chiếc xe cảnh sát vô luôn các bạn ơi. Xoay đồ trộn bê tông nào. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có hộp gì các bạn ơi? Wow các bạn ơi, có một chiếc xe container các bạn ơi. Wow, xe container nhìn đẹp chưa các bạn? Nè, cái ống khói được mạ chrome nè, cái còi cũng được mạ chrome luôn các bạn ơi. Đó, nhìn đẹp chưa? Chở theo con này con gì đấy các bạn? À các bạn ơi, đây con heo đó các bạn ơi. Rồi còn đây, y các bạn ơi, hình như đây là con rắn này các bạn. Rồi để đây nha các bạn. Rồi còn đây con, y hình như đây là con cá mập các bạn ơi. Rồi để đây nha các bạn. Rồi còn đây các bạn ơi. À các bạn ơi, đây là con chó các bạn ơi. Đó, để đây các bạn. Nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe chở rác này luôn nha các bạn. Đây, một bánh xe các bạn ơi. Và tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Ok xong rồi. Wow, chiếc xe chở rác này siêu bự luôn các bạn. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Ồ các bạn ơi, đây là hộp xe cần cẩu hay gì nè? Rồi, bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra cho các bạn cùng xem nha. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè. Đây có cái độ điều khiển nè các bạn. Ồ, để bây giờ mình thử khởi động lên coi các bạn. Nè, khởi động nè các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nhấn nút này. Mình đã khởi động thành công các bạn. Bây giờ mình nhấn này bạn. Ồ các bạn ơi, nè chiếc xe chạy nè các bạn ơi. Wow, bây giờ mình bấm này coi. Ồ, chiếc xe đang quay các bạn. Nè, đó. Ồ, quay ngược lại nè các bạn. Ồ, điều khiển cái cẩu múc cát các bạn ơi. Đó, hay chưa bạn? Nè, đưa cẩu múc cát lên nè. Ồ, cẩu múc cát đang múc các bạn ơi. Rồi mình xoay các bạn. Ồ, các bạn ơi bị dướng rồi, mình phải đưa cẩu múc cát cao nữa các bạn. Đó, bây giờ mình xoay nè. Ồ, hay chưa? Rồi xoay ngược lại nào. Rồi chạy tới nào. Wow, chạy lui nào. Nè. Ô các bạn ơi, trời, chiếc xe này đụng chiếc xe container mình các bạn ơi. Kìa, nè, đang ủi vô các bạn luôn. Wow, nó ủi luôn các bạn ơi. Rồi nó đang làm gì đây các bạn? Ô nó đang làm gì đây? Ô nó chạy qua đây các bạn ơi. Ô, no, các bạn ơi. Kìa. Ô nó chạy đây làm gì các bạn? Nè. Ô, wow, nó đang quay cần cẩu cát quá bạn ơi. Kìa. Ồ, rồi. Ý các bạn ơi, hình như nó bị mắc kẹt các bạn ơi. Rồi, làm gì đây? Ô các bạn ơi, no. Ô. Rồi các bạn ơi, chiếc xe này hình như nó bị trục trặc các bạn ơi. Nó điều khiển yếu quá các bạn ơi. Rồi không được rồi, chắc là nó hết pin các bạn ơi. Mình để nó đây nha. Bây giờ mình phải về nhà sạc pin nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.